Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa tiến hành bốc thăm, lựa chọn ra 67 người đang công tác tại 9 bộ ngành và tập đoàn nhà nước để tiến hành xác minh tài sản thu nhập trong năm 2023. Cụ thể, tại buổi bốc thăm ngày 8 tháng 2, Thanh tra Chính phủ đã bốc thăm và lựa chọn 67 người tại 9 bộ ngành cơ quan và đơn vị theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông có 4 người, Tập đoàn Dầu khí có 3 người, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 3 người, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam có 3 người, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 16 người, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 11 người, Thanh tra Chính phủ có 3 người, Bộ Công Thương có 17 người, Bộ Giao thông Vận tải có 7 người. Thời điểm tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với những cán bộ này sẽ diễn ra vào quý 2, quý 3 và quý 4 của năm 2023. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức vẫn lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn được thực hiện công bằng bằng hình thức bốc thăm sử dụng bằng phần mềm máy tính.